về trong mẹ dâu trong niềm đau. Mẹ chơi vơi một lần giữa đất trời, khói lửa rớt trời, con tôi ở nơi đâu? Chắc là lúc này nhiều khán giả cũng đã kịp nhận ra khách mời ngồi đối diện với Thanh Điền là ai đúng không ạ? Đó là nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu. Dạ, xin được chào chị Thoại Miêu ạ. Xin chào Thanh Điền và xin chào tất cả quý vị khán giả xem đài kính mến. Khi mà biết ngày hôm nay khách mời là nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu thì Thanh Điền rất là háo hức. Bởi vì chị biết không, trước đây thì Thanh Điền cũng đã cùng với gia đình một vài lần xem chị diễn ở rạp Hưng Đạo. Nhưng mà dạo gần đây thì không thấy chị xuất hiện trong các vở diễn nữa. Một cái điều hãnh diện là mình được mời vào trong cái hội đồng giám khảo của các cái cuộc thi, chẳng hạn như là giải thưởng Trần Hữu Trang và tất cả những cái giải thưởng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái việc làm này nó mang rất nhiều ý nghĩa, là để mình đi tìm những cái nhân tố mới cho cái sân khấu nghệ thuật cải lương của mình. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1953 tại Sài Gòn, quê gốc của chị ở Đà Nẵng. Trong khi các nghệ sĩ khác nổi danh nhờ vai chánh, thì Thoại Miêu thành công nhờ những vai đào nhì. Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu làm cố vấn đoàn 1 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cái giọng hát của nghệ sĩ Thoại Miêu á, mặc dù nó không có cao vút, nó không phải là giọng kim, nó khá là trầm, nhưng mà cái âm lượng và cái độ trầm thì nó vừa đủ để mà mượt mà và trao chuốt một câu hát. Thì không biết là ngày xưa ai là người dạy chị hát à? Cái người đầu tiên mà dạy cho Thoại Miêu hát á là nhạc sĩ Mười Phú. Còn cái chất giọng á, thì phải nói cái chất giọng là cái chất giọng của trời cho. Mỗi người đều có một cái chất giọng khác nhau. Trời cho người giọng thổ, trời cho người giọng kim. Ta đi nghe các anh chị trong nghề chia sẻ rằng là cái con đường đến với nghệ thuật cải lương của nghệ sĩ Thoại Miêu thì nó cũng gập ghềnh lắm. Đúng vậy. Gia đình lúc đó cũng không có ủng hộ mình đâu. Tự thân của mình đi tìm đi kiếm, và chỉ có một bà nội nuôi là ủng hộ mình và cho mình đi học. Từ học thầy Mười Phú xong rồi đó là vào trường quốc gia âm nhạc học. Đến khi tốt nghiệp đó là một cái cơ may cho mình. Tức là mình có được một cái bà nội nuôi ủng hộ mình, tại vì bà rất là yêu thích cải lương. Bà cho mình đi học, nhưng mà khi mà mình đã tốt nghiệp rồi, gần chạm tới cái sân khấu rồi thì bà lại không cho mình đi. Tại sao ạ? Thì bà nói là cho đi học cho biết thôi chứ còn không cho đi gánh hát. Chính vì cái đó mà đó là một cái nỗi rai rất rất lớn trong Thoại Miêu. Cho đến khi mà giải phóng thì mình mới được đứng thực sự trên một cái sân khấu. Một năm đẹp tươi rực rỡ, xuân về xin chúc thành công. Tang tình tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang. Mỗi khi mà nhắc đến nghệ sĩ Thoại Miêu là khán giả sẽ nhớ ngay đến một cái gương mặt rất là hiền lành, chuyên trị những vai đào nhì. Mặc dù là có nhiều vở diễn thì cái vai đào nhì của chị nó nổi bật hơn cả đào chính. Điều may mắn đối với Thoại Miêu trong cái cuộc đời đi hát của mình, mình được có những tác giả thường trực của đoàn, cho nên là các anh các chú đó biết được cái sở trường của mình là cái gì, là đào bi, bi hùng, bi thương, rồi là thí dụ như các chú các anh nó thấy là mình đóng vai đào chánh thì nó không tới. Cũng được nhưng mà chưa tới mức. Nhưng nếu ở Thoại Miêu mà đóng vai đào nhì á, nó lại vượt cái mức đó. Có nhiều cái đất diện. Cho nên từ chỗ đó mà mấy chú mấy anh đó viết những cái vai coi như là tương đương với đào chánh luôn. Và có rất là nhiều đất diễn cho mình. Và chính vì thế mà mình may mắn là mình được những cái vở tuồng phù hợp với khả năng của mình. Là chị thứ 5 trong gia đình 12 anh chị em, nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu nhận nuôi Thoại Mỹ, em gái ấp út từ bé.
phát hiện năng khiếu của em nên Thoại Miêu dìu dắt và đào tạo giúp Thoại Mỹ tỏa sáng tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật cải lương. Lệ Thủy nhớ là hát năm 1900 cây chắc 78 hay gì đó thì cũng đoàn vẫn còn hát cái sầu riêng, câu sầu riêng trổ bông. Thì lúc đó bé sầu riêng kia đó đã nghỉ rồi, thì mới tìm một bé sầu riêng khác, thì Thoại Miêu mới giới thiệu là Thoại Mỹ. Thì không ngờ Thoại Mỹ vô hát thì Lệ Thủy thấy là Thoại Mỹ rất là có duyên. Đó, Lệ Thủy mới nói với Thoại Miêu là em dung đắp cho Thoại Mỹ đi, cố gắng nghe lo nó đi, nhiều khi là biết đâu là sau này là nó trở thành nghe là một nghệ sĩ tên tuổi và là cùng em đứng trên một sân khấu. Thì Thoại Miêu không ngờ, Thoại Miêu cũng nghe lời Lệ Thủy và cũng lo cho Thoại Mỹ này đi học đi học ca rồi đi học diễn. Đến lúc mà chị Thoại Mỹ đi hát á thì gia đình đã ủng hộ chị Thoại Mỹ chưa hay là vẫn phản đối giống như là cái thời của chị Thoại Miêu? Khi mà Thoại Miêu đã trải qua những cái khó khăn cực khổ đó rồi thì gia đình cũng thấy là tự Thoại Miêu phấn đấu và có được một cái tên như ngày hôm nay. Thì từ đó là gia đình cũng khi mà Thoại Mỹ kế thừa mình và tiếp tục con đường mình đi thì phải nói là được sự ủng hộ của gia đình và tất cả mọi người. Xem ra thì nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ thì quá thuận lợi, quá may mắn được làm em của chị. Nhưng mà Thanh Điền và nhiều khán giả rất là thắc mắc không biết ai là người đặt cái nghệ danh Thoại Miêu, Thoại Mỹ cho hai chị em ạ. Cái tên của Thoại Miêu đó là của thầy Nam Châu. Là cái người thầy dạy của mình hồi trong trường quốc gia âm nhạc. Cái Mỹ là tên thật của Thoại Mỹ nhưng mà là tên là Ngọc Mỹ. Nhưng mà khi mà tiếp bước con đường của chị thì thấy là Thoại Miêu thì giờ phải để là Thoại Mỹ chứ không lẽ để Ngọc Mỹ. Như vậy là không những là được hưởng những cái may mắn từ cái thành công của chị mà cũng đã hưởng được cái may mắn từ cái nghệ danh của chị đi trước, đúng không ạ? Thành ra là có nhiều khán giả, mọi người nhận định như thế này là nếu như mà không có nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu thì sẽ không có nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chị nghĩ sao ạ? Cái đó là khán giả nhận định thôi. Chứ còn riêng đối với Thoại Miêu đó, thì nếu không có Thoại Miêu đó, thì ở Thoại Mỹ nếu có một cái niềm đam mê về cái môn nghệ thuật cải lương này thì tự thân của Thoại Mỹ cũng sẽ đi tìm tòi và cũng sẽ tự phấn đấu mà vươn lên thôi. Quý vị và các bạn biết không, chị Miêu là người chị ruột của Mỹ đó. Mỹ rất thần tượng nơi chị. Không chỉ chị Miêu cho Thoại Mỹ cái nghề và cho Thoại Mỹ có cái tên đến ngày hôm nay, và cho tới bây giờ Thoại Mỹ thành danh và có tên Thoại Mỹ rồi, thì chị Thoại Miêu vẫn luôn hướng về Mỹ để mà luôn cho Mỹ những lời hay, những ý đẹp để cho Thoại Mỹ càng ngày càng luôn tỏa sáng và luôn được ở trong lòng quý vị khán giả. Thật sự thì hôm nay cũng bất ngờ khi mà được em Thoại Mỹ cũng tham gia trong chương trình và phát biểu cảm tưởng của em nó về mình. Thì ngay từ nhỏ Thoại Mỹ nó rất là nhỏ bé, rất là bé bỏng. Cho nên là lúc đó là Thoại Miêu cũng đã được 16, 17 tuổi. Cho nên là lúc đó là Thoại Miêu chăm cùng thai mẹ là chăm sóc cho Thoại Mỹ, rồi lo cho Thoại Mỹ tất cả các cái. Con lớn quá, dì nhìn không muốn xa. Hơn 10 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ theo chân chị gái đến các đoàn hát. Vì vậy, máu cải lương âm ỉ chảy trong con người nghệ sĩ này. Với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, Thoại Miêu không chỉ là người chị luôn nhắc nhở bảo ban, người mẹ thứ hai luôn yêu chiều chăm sóc, mà còn là người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, luôn tận tình chỉ dạy dìu dắt. Trót sinh ra để cống hiến cho nghệ thuật cải lương, hai chị em nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu, Thoại Mỹ nguyện đem hết tài năng để phục vụ khán giả đến khi trái tim ngừng đập. Cái thuận lợi của mình là chị em thì mình có thể là trao đổi nó sâu sắc hơn. Khi mình thể hiện một nhân vật nào đó thì mình không đặt mình là mình nữa mà mình phải đặt mình vào trong nhân vật. Cầu mong cho hai em nghĩa là lúc nào cũng được khán giả thương mến, được nghệ thuật càng ngày càng lên nữa. Ngày hôm nay chúng ta đã có những cái chia sẻ rất là thú vị và nhiều cảm xúc gửi đến quý vị khán giả của chương trình Thành Phố hôm nay. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như bây giờ nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu
sẽ dành tặng cho khán giả một câu vọng cổ à? Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Mình ơi, có muối mặn gừng cay, nghĩa vợ chồng sâu nặng. Sao mình vội quên đi cái tình tâm mặn mà đành tâm giống phù cho đành. 40 năm rồi mà cái giọng hát của chị nó vẫn da diết tình cảm như ngày nào. Rất là cảm ơn cái món quà mà nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu đã dành tặng cho khán giả của thành phố hôm nay. Chị ơi, lời cuối cùng em không biết nói gì hơn là em chúc chị á, là có được một sức khỏe phi thường để mà đốt cháy với nghề tiếp tục, để cho em cũng như là các bạn trẻ sau này noi theo chị, đi theo bước chân của chị. Em chúc chị luôn trẻ đẹp, luôn được công chúng mến mộ và lúc nào Thoại Miêu cũng được ở trong lòng của công chúng chị nha. Những cái lời chúc của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ dành cho nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu cũng là những cái mong muốn mà không chỉ những người thực hiện chương trình mà các khán giả mộ điệu dành cho chị. Thoại Miêu cũng xin chào Thanh Điền và Thoại Miêu cũng xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả xem đài.